mừng tất cả các bạn đã đến với siêu thị điện máy HC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ quay video mở hộp mẫu loa sao 3M năm 2019 của Samsung, mã loa HVKR450. Trước mặt các bạn đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Bên trong vỏ hộp sẽ bao gồm một giải thanh, một cục siêu trầm và phụ kiện. Đây là giải thanh. Đây là cục trầm và túi phụ kiện. Mình sẽ giới thiệu qua về các phụ kiện đi kèm loa. Đây là sách hướng dẫn, điều khiển, pin, dây quang optical để các bạn có thể kết nối với TV, dây cáp USB. Đây là hai giá đỡ để treo loa. Đây là dây nguồn adapter dành cho giải thanh và dây nguồn dành cho cục siêu trầm. Đây là cục siêu trầm. Loa có công suất 320W, số kênh là 2.1, với các công nghệ kết nối Bluetooth, HDMI, Optical, công nghệ âm thanh vòm cho âm thanh sống động hoàn hảo nhất. Các bạn có thể đặt loa ở vị trí trên kệ như này hoặc treo loa lên sao cho phù hợp với ngôi nhà của mình nhất. Video mở hộp mẫu loa sao 3M năm 2019 của Samsung, mã loa HVKR450 của mình đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Các bạn có thể qua trực tiếp siêu thị điện máy HC Hải Dương tại địa chỉ 354 đường Thanh Niên Kéo Dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.